Kính thưa sư phụ, cho con tiếp nối câu hỏi của người của anh này là khi mà bây giờ mình hiểu rồi, bây giờ theo đạo Phật có nói là mình phải có phước. Bây giờ câu hỏi hay là ngồi mặt dạ, đi câu hỏi, câu hỏi nhưng mà nó mình phải có phước mình mới sinh ra được cái gia đình có gia thế, và mình không có phước thì mình sinh ra là làm khó thường dân. Nhưng bây giờ khi mà trên thượng đế, mà khi mà mình sinh ra đó, thượng đế sinh ra con người, sinh ra linh hồn, thì căn cứ vào gì mà bây giờ lại có sinh ra thái tử, sinh ra công chúa và sinh ra phó thượng dân, hoặc sinh ra súc vật, không phải súc vật nhưng mà nói là con chim, con rỉ, thì lấy cái gì để mà thượng đế cho ngay cái ban đầu như vậy mà mình không có vượt ra khỏi cái số mệnh đó. Không hiểu luôn á. Ai hiểu không? Ê, đại khái đây thôi, vậy ngày xưa cha là một cái khối thiên thạch khổng lồ bay trong vũ trụ, mang cái giống như một cái núi, mà cái núi khổng lồ vậy, cái núi bự hơn cái trái đất này nữa, mà cái dấu y chang này, dấu hiệu này của thượng đế. Thánh giá này có hiệu của Chúa Giê-xu bị đóng cái đinh đó. Thì lúc đó cha là một khối thiên thần, thời hồng môn, cái bay là đài trong không gian bay hàng tỷ 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 năm. Cha buồn, bắt đầu ấy cha mới dùng thân cha nó quá ra mẹ là Phật mẫu. Ở hai người cũng cho nó vui quá, đi song hành quá. Rồi đến sau ấy hai người cũng đi du ngoạn trong không gian vũ trụ hàng tỷ tỷ năm, cũng buồn. Lúc đó hai người á mới dùng thần thông ở trên trời á, đàn ông cũng sanh được, nếu ai có thần thông nổi sẽ sanh ra con được. Thì lúc đó mới sanh ra đầu tiên 12 người chàng, trong đó có Kiệt, sanh ra 12 người gái. Rồi sau đó những cái hành tinh mà tam thiên đại thiên á, rồi bắt đầu che nó lật ra tất cả các tầng trời, 36 tầng trời. Tầng trời của cha ở là cao nhất, để cai quản hết những tầng trời thấp. Rồi những cái người con đó mới thay cha đi làm nhiệm vụ. Cho nên có những cái truyền thuyết Adam mẹ và đó cũng có thể là nghe. Lật cái hai người đầu tiên, bây giờ con không tin con kiếm con gà mái, gà trống hay là mai mốt ở đây là cả tỷ gà nguyên cái chạy gà luôn á. Thì cái trái đất mình nó cũng là như thế, những cái trái đất cũng như thế. Rồi sau đó những người đó lên tu tập lên, rồi đến lúc mà bây giờ đông thì cái đó là quá xanh nha. Có những người kim trong cao đài có thể thành đá thành ra người, cây thành ra người, thú thành ra người, trứng thành ra người. Thì những cái đó gọi là sắc, tức là không có direct, nhưng cũng phải hưởng khí dương của cha, rồi cũng tu tập, cũng trở về. Rồi có người là chim này, có người là con công, có người giống như thằng Mót Zinnenberg, nó là con la, phải không? La giống như ngựa nhỏ vậy đó. Rồi Bill Gates là con chim chỉ, đúng không? Còn Elon Musk thì nó là người thành tinh. Rồi Phạm Nhật Vượng là con rùa, phải không? Thì những cái đó đều là phải, cũng là con của thượng đế, nên gì phải hưởng khí dương để mà có cuộc sống, rồi cuối cùng nhập trở về trời trở lại. Khi những cái con thú này nó tu lâu ngày thì ở trên nó quá quá cốt, có đứt là cốt rồng, khi tu lâu ngày quá cốt ra thành là cốt tiên. Thì từ cốt tiên nó lên trên trời, mấy vị Bồ Tát, mấy vị Phật ở trên giảng pháp nghe, cái năng lên cao thành ra Bồ Tát cao hơn, thì lên nữa. Nhưng mà muốn tu lẹ đó, chỉ nói chuyện với cái ông hải cây như này, ông Franklin, hỏi sao ông đi rồi hay? Cái ông nói, ông mới trả lời, mấy gì trên cõi trời còn thuốc trái đất tìm mấy gốc cây này á để mà tu hưởng cái dương nữa, rồi hưởng xương, hưởng nắng để mà tu tập. Tại sao phải đầu thai là người rất là gọi là đánh bài, nó ăn nó thôi vậy đó, không ai chắc ăn thì đừng, nó mang thân người.
Thời nay thời mặt khác những như Bồ Tát, những như Phật chúng ta, 10 người chỉ còn có 1-2 người gọi là cảm sầy, có nghĩa là bị nhiễm trạng thái. Đa số những tốt những đệ tử xung quanh có đức, không phải là con này con kia, có đứa đã là cái chiếc sắc ở trời, có đứa thì là rồng, đa số là rồng xung quanh kia, rồi cũng chim sa xí điểu là cũng là hộ pháp, nhưng cũng là ở hàng tiên, hàng tầng thứ 6, thứ 7, thứ 8. Mà muốn lên cao cao nữa, mình còn trở lên trở xuống nhiều lần lắm, không phải chỉ một đời này, đúng không? Một đời này là gì? Mình có phúc, mình gặp được Phật của đời này. Những đứa con, đứa cháu mình 300 năm sau, 1000 năm sau cũng là thời Di Lạc. Cái đạo Liên Tâm nó lưu truyền đến mấy nghìn năm, thì lúc đó Phật Di Lạc đâu phải đây, thì cũng đâu còn nổi đây nữa, thì chỉ là cái đạo này đi về thôi. Nhưng mà sau này nhân loại sẽ đeo cái dấu này cho tới 3000 năm sau, và cái dấu này sẽ cứu được hàng trăm hàng 90 gian, 96 dạng ức lương can, 96 dạng ức lương can mình nghĩ là như thế, 96 tỷ người hơn nữa đi được đi về trời là nhờ cái dấu này trong tương lai. Hôm nay thì nó chưa có nổi bật mấy, nhưng mà khi sắp hàm này không còn ở thế gian nữa, thì người đời, những cái đệ tử xung quanh nó sẽ khôn hơn sư phụ nó thời nay, phải không? Thầy phụ nó thời nay cứ đi làm hơn nữa đời người đâu kiếm cơm kiếm áo không, đâu có phải là biết Thiên Long Sơn còn trẻ gì đâu nè, mấy đứa này có 20-30 tuổi nè, biết nhiều hơn. Thì những nước này là những giáo sư trong tương lai của thiên tộc. Và đồng thời là rồi đây nắm giữ nhân gian, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, thì lúc đó việc này sẽ thành lập cho rất là nhiều trường đại học của Thiên Tâm, cả Sài Gòn, Hà Nội và ra tới Hải Ngoại, thì sẽ đào tạo những giáo sư nổi lại, thì sẽ là trong đời này. Cho nên tất cả đều là con của Thượng Đế hết, từ cục đá cũng còn với cha, cái cây cũng còn với cha, quỷ dữ cũng còn với cha. Cái câu hỏi của con là khi mà mình Thượng Đế mà sinh ra là cục đá hay là cái gì thấp, rất là thấp đó, thì mình tu tập để mà đi lên được. Thượng Đế là một quả khói, Phật mẫu tiên vô hình vô tướng, mẹ đâu có hình tướng. Mẹ cho thì cái hình tướng này là gì? Cái mặt này giống giống mẹ, để cho người ta có chân dung là thờ thôi. Trời cũng không có hình tướng, ông trời đâu có hình tướng. Cha cho hình tướng là gì? Bởi cha nói là gì? Để cho Á Châu, để thờ cúng. Cha là một cái khối không khí gọi rất là khổng lồ, nhưng mà không khí nó có 64.000 dimension, một cái không khí giống như kim cương mà biến hóa chiếu gì đó. Còn những cái thần hồn mà mới tạo ra đó, cả Phật Thích Ca cũng không biết bao nhiêu chúng sanh trong vũ trụ mà, thì đó là một cái luồng khói đặc, giống như cái khói mình đốt củi lòi nó đen thui đầu tiên vậy. Thì cái lớp khói này á phải tụ vô đá, tụ vô cây, tụ vô con thú này con thú kia, để đầu tiên thì nó nằm đi dương để mà nó hưởng khí dương. Sau đó bắt đầu bao nhiêu nghìn triệu năm cái nó tụ vô con bốn chân nhỏ nhỏ, để bò bò để biết kiếm ăn rồi ấy. Thì cái luồng khói đó là cái linh hồn của chúng ta là chân linh. Thì đầu tiên nó đặc thì nó đen, nó không có clear, nó không có chiếu và nó không có biết quá. Thì cái luồng khói đó nó sẽ đi qua, nó trải nghiệm qua nhiều cái lắm, từ con hai chân thành con bốn chân, cũng như Phật Thích Ca là từ cái hoa sứ thành con nai, rồi thành có lần Phật Thích Ca thành con chim gì ta, chim phượng hoàng nữa đó. Phượng nhớ có câu chuyện phụ kể chim phượng hoàng, thì chúng ta cũng như thế, phải trải qua nhiều loại, từ loài bốn chân thành loài hai chân, thành có cánh bay, rồi cuối cùng chúng ta mới câu ném hết đủ mùi đời, thì về trên đó chúng ta mới không còn những cái vọng tưởng nữa. Cái gì khi mà mình hiểu hết rồi, mình không còn mơ tưởng tới nó nữa. Chứ còn ở trên trời, nếu mà mình không bị cái cù đài của cái cõi ta bà này á, mình ở trên đó, tối ngày cứ bay là đà đi chơi với hái hoa với tắm ao sen vàng không,
đâu có biết nén mùi khổ. Cũng giống như mình có một đứa con mà ăn chơi vậy, cha mẹ giàu nó đâu có biết mùi khổ. Rồi đến khi mà nó làm chuyện tù tội á, rồi lỡ như mà nó giết người hay làm gì á, người đầu tiên mà nó vô tù nó ở chung thân á, người đầu tiên nó chửi nó trách móc lại, quý vị có biết không? Thằng con hư, nó chửi mẹ với cha nó chứ. Ông bà ngu quá không chịu dạy tôi. Đúng không? Ừ, nó đâu có biết. Thật sự nó không biết. Không tin là vậy, nghiệm ra đi. Cái thằng mà bị mà lỡ nó giết người á, vô nó ở chung thân, người đầu tiên nó chửi là má á. Bà cưng tôi quá, ông đưa tiền cho tôi xài nhiều quá. Đó là tại sao những vị lỗi lạc xuống trần đều phải khổ. Khổ mình mới có nén người khổ, mình mới thương người khổ. Mình không có khổ mình sẽ không biết thương người khổ. Cũng giống như đề bài đề đá vàng vậy. Nghe bài đề đá vàng đó. Chuyện này đã từng khổ, cực kỳ khổ. Người thế gian này thì bảo đảm không ai khổ bằng mình. Nếu mà nói về kiếm chén cơm mà não 513 câu là chỉ nói sơ sơ thôi, còn chi tiết ra bộ nó quê lắm. Nhiều bữa cả từng lễ không kiếm không ra ở chỗ mà để đi tắm á, không có chỗ giặt đồ á, mặc cái bộ đồ cả từng á, nó thiệt á, đâu có giặt đồ đâu, có 2-3 bộ mỗi cái máy sấy mà 50 sen á mà sấy mà ngủ ngoài xe nữa, thôi mặc luôn từng lễ luôn. Dạ thưa con, cũng còn thắc mắc là ở cái chỗ khi mà cái sư phụ hay nói về cái cốt con công cốt công gì đó, thì cái cốt là có phải là lần đầu tiên hết cái làn khói mà trụ vào cái đó gọi là cái cốt không, và nó có phải theo mình suốt cái qua như là cái suốt mình đại khái suốt đời, thì đời đời đại khái như vậy. Nói nhẹ nhàng, nói người mà mê về mê gái mê dục á, khi họ mất á, họ sẽ đầu thai thành con gì nữa, mù cáo, cho mình cho đã luôn, mỗi ngày muốn mù cáo á, thì tự nhiên mình đang làm người, cái mình mê dục vọng, cái mình thành mù cáo. Thì một thời gian như vậy, từ lò một câu rồi nó lên rồi khác. Chứ nó đâu phải là một cái lời nhất định như vậy không. Cái câu chuyện của Phật Thích Ca mình thấy đó, Ngài đã từng một kiếp làm hoa sứ, bông hoa sứ. Một kiếp Ngài cũng làm con nai mà. Rồi tới Ngài làm hạng phượng hoàng mà. Rồi tới Ngài cũng làm vua phải không? Bữa nay nói gì? Rồi nhiều lắm chúng ta như vậy. Mà muốn làm một vị Phật, một vị Bồ Tát, trước tiên chúng ta phải biết hiện giờ chúng ta cư xử người xung quanh như thế nào, thì chúng ta biết ngay biết sao chúng ta là ai. Nếu mà hôm nay chúng ta còn nóng giận thì chúng ta sẽ đầu thai thành Atula quỷ. Hôm nay chúng ta còn ham tiền ham dục, chúng ta sẽ đầu thai là thú. Chúng ta ích kỷ có tiền nhiều mà không biết người, chúng ta sẽ đầu khi mà mất cái xác phàm, ngày mai chúng ta sẽ đầu thai thành ngạ quỷ. Chúng ta hôm nay mà biết lo cho gia đình, biết thương người, có tiền biết chia sẻ, biết lo cho cộng đồng, chúng ta sẽ đầu thai là thành. Chúng ta biết làm chuyện lớn hơn, biết đọc kinh, rồi biết làm cho nhiều người biết đọc kinh, chúng ta chết chúng ta sẽ thành thánh. Chúng ta cầm binh ra đánh trận, chúng ta chết trước khi quân sĩ chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ thành thần. Rất là đơn giản công thức 1+1=2. Cho nên ngay đời hôm nay mình có thể biết kiếp sau mình làm cái gì đó. Tại vì ví dụ có nhiều người ngồi thiền nói tôi phải ngồi thiền làm sao mà đặt tới tứ thiền để mà vô sắc giới. Vô sắc giới mà hôm nay bỏ người gái cảnh cao trước mặt cái là bị nhặt tăng cái, thì làm sao gọi là vô sắc giới được? Người vô sắc giới
mà thấy tiền đó, còn ham thấy đồng hồ đẹp còn thích, thì làm sao gọi là vô sắc giới? Cho nên muốn đạt được cái đó là ngay cõi thế gian mình đã đạt được. Khi mình không còn dính mấy cái đó thì mình về cõi trời mới gọi là đạt được. Còn mình dính cái đó mà mình cứ ngồi thì mình mong thì đừng có hầu. Cũng giống như tìm sừng của con thỏ. Sư phụ có nói là khi mà trở về trời rồi cũng còn phải trở lại đây mấy lần hay là nhiều lần? Nhiều. Chứ không phải ở hẳn trên đó. Nhiều. Việc này bây giờ năm mấy tuổi mới có nửa ngọn gió. Chị hỏi mấy vị trên giải thích 100 năm của mình chỉ bằng một ngọn gió, một second của cõi của cha mẹ ở, cõi của Kiệt ở. Một thằng Kiệt cũng còn đang đi vòng vòng ở trên thiên tưởng chẳng. Và nó có cả trăm thằng Kiệt đi vòng vòng những cái hành tinh kia nữa kìa. Chỉ là chiếc thân đó nè. Mà cái thời gian với trái đất này mình thấy 100 năm nó rất là lâu. Tại sao lâu? Là tự gì chúng ta quá khổ chúng ta thấy lâu. Ở trên cõi trời người ta không có cái gì gọi là thời gian hết. Cái gì cũng sung sướng hết. Cái gì nghĩ tới đâu thì tới đó. Chúng ta không có cái gọi là buồn, chỉ có cái vui thôi à. Ở cõi trời là như thế, như vậy. Một người ở trong tù kêu giống như ông Trâm cũng bị 20 phút từ tù đó, 20 phút. Ổng chỉ làm mạo thôi. Cái ngày mà ổng hôm qua ổng mai với ba người vô đó là ổng tự tên in đó là nộp mạng vô tù á. Ôi thua quá thì cái chuột ấy nhắn tin anh Kiệt ơi cút chân. Cái kìa sư phụ mới nghe phim mấy người đó. Ô quý vị đừng có lo hơn thượng đế nha, đừng có lo hơn cha của tôi nha, chuyện này của cha lo rồi. Im hết chứ. Hồi xưa mình cũng lo nhưng mà thật chứ là cái khó. Một người có chân mệnh để cút nhanh rồi. Và người có chân nghĩa, bề trên không có bỏ chúng ta. Bề trên sẽ không bao giờ bỏ những đứa con họ tiên mà ngoan ngoãn, mà ngồi thiền đọc kinh. Bề trên có thể sẽ bỏ những đứa con họ tiên mà chạy theo nhập đồng, nhập ống á. Không còn control được cái mai của mình á. Tại vì họ thiên đó là mỗi đứa, mỗi ngày phải có cái cảm giác gọi là hân hoan, phấn khởi, vui vẻ. Chứ không có phải là buồn bã, depression. Trừ ra những đứa mà khi là nó đọc kinh nhiều á, thì lúc đó nó xả nghiệp lẹ quá. Thì lúc đó chuyện gia đình sẽ lục đục. Tại vì cái cục nợ sẽ sắp sửa bị lìa đó, bị cắt đứt đó. Thì lúc đó nó hơi cái giai đoạn á, dĩ nhiên rồi bị ung thư á thì chemo mà bỏ kim trong người cũng đau đúng không? Thì chỉ có thời gian ngắn đó thôi, chứ sau đó là rất là huy hoàng, chim chắc cánh và cao. Thì khi đọc Lăng Nghiêm nó sẽ bị sản nghiệp. Cái đệ tử này mà đọc Lăng Nghiêm nó coi chừng vợ bỏ có không? Bỏ chưa? Chứ đừng nói nó trúng rồi, chưa hãy cắt sữa. Tại vì khi mình đọc Lăng Nghiêm mình không có mê dục nữa, không có mê phụ nữ, đọc nhiều kìa. Mà thời gian đầu á nghiệp nó đổ chứ, cho nên làm gì cũng phải cân bằng, phải từ từ. Giống như nợ á mình phải mắc thêm mà chứ trả cái một nó cũng đau á. Mấy thằng tỷ phú nó có tiền cái lúc nào cũng thiếu nợ đầy, nó thích trả thêm mình thì vui. Nãy giờ hiểu chưa vậy? Hiểu chưa? Tạm tạm. Về coi lại mấy lần.